Trong bài số 4 này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các thao tác với tập tin như là sao chép, đổi tên và xóa tập tin. Thì các bạn sẽ làm quen với ba cái thao tác chính này. Bây giờ mình cũng sẽ bám sát theo chương trình của sách giáo khoa. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái phần mà đổi tên tập tin trước. Thì theo sách giáo khoa thì yêu cầu là mình mở cái thư mục học tập ở đã tạo ở bài 3. Thì mình sẽ mở cái thư mục học tập này lên. Rồi sau đó mình sẽ đổi tên cái tập có tên là hình vuông.png. Đây, mình sẽ đổi cái tên đây. Mình sẽ chọn ở cái chế độ này cho các bạn nhìn cho nó rõ. Thì như các bạn thấy cái tệp này nó có tên là hình vuông.png. Thì mình sẽ đổi tên của cái tập này như sau. Thì như các bạn thấy cái tập tin này, cái chữ hình vuông á là cái chữ H nó viết hoa, còn lại bao nhiêu chữ kia nó đều viết hường. Bây giờ mình sẽ đổi nó lại là chữ hình vẫn viết hoa chữ H này, còn chữ vuông thì viết hoa cái chữ V thôi. Thì cách làm nó sẽ như thế này. Bạn sẽ đưa con chỏ chuột màu trắng có cái mũi tên màu trắng vào cái chỗ cái tập tin hình vuông.png này. Mình bấm chuột phải và mình chọn cái dòng có cái chữ là rename ở đây. Đó, mình sẽ bấm chuột trái vào đây. Thì các bạn sẽ thấy cái chỗ hình vuông này nó màu xanh nó hiện lên. Thì bây giờ mình sẽ nhập vào cái tên mới, đó là hình vuông và chữ V viết hoa theo y như trong sách. Thì các bạn để ý cái phần đổi tên này, hồi nãy nó xanh ở cái chữ hình vuông thì nó chỉ đổi ở khu vực hình vuông này thôi, nó không có ảnh hưởng gì tới cái chữ BNG với cái dấu chấm BNG này. Thì sau khi các bạn nhập đúng cái tên hình vuông có cái chữ V viết hoa xong thì các bạn bấm vào cái phím Enter. Đó là các bạn đã đổi xong. Ở đây nếu mà mình đổi không đúng thì mình sẽ sửa lại lần nữa. Đó, mình bấm Enter. Đó, các bạn thấy ví dụ như hồi nãy mà nó cái chữ V này nè mà nó vẫn còn viết hường á, thì mình bấm chuột phải ở ngoài khoảng trắng này, mình chọn cái dòng refresh đây, mình làm mới lại thì nó sẽ có hiệu lực ngay. Còn nếu mà nó có hiệu lực liền, thường thì nó có hiệu lực liền chứ nó không có phải như hồi nãy, đó là trường hợp ít gặp thôi. Nhưng nếu các bạn có gặp cái trường hợp giống như vừa rồi thì các bạn cứ làm như vậy là các bạn sẽ thấy cái tên của cái tập tin mình sẽ được đổi tên. Ngoài ra các bạn cũng có thể thay vì các bạn bấm chuột phải và các bạn chọn rename thì các bạn cũng có một cách khác, đó là các bạn bấm nhẹ chuột trái một cái vào cái tập tin mà các bạn cần đổi tên. Mình ở chế độ này đi, chế độ này nếu các bạn nhìn dễ hơn thì mình ở chế độ này. Các bạn sẽ chọn một bấm đích chuột trái một cái nhẹ thôi vào đây thì nó sẽ sáng sáng lên, khác với những cái tập tin mà chưa đích chuột trái. Sau đó để đổi tên thì các bạn bấm phím F2 ở trên bàn phím. Phím F2 là cái phím ở trên cùng đếm vị trí thứ 3 từ trái sang. Đó, các bạn sẽ thấy vị trí ở trên cùng của bàn phím. Và ở vị trí thứ 3 thì sẽ có cái phím F2, nó có cái chữ F và số 2. Thì các bạn bấm vào cái phím đó thì nó sẽ giống y hệt như cái chức năng là bấm chuột phải và chọn rename hồi nãy. Thì tới đây mình cũng nhập vào cái chữ hình vuông và y hệt vậy. Đó, ví dụ vậy. Thì sẽ có, đó là cách thứ hai mà các bạn có thể đổi tên được. Thì như vậy là mình đã vừa đổi tên thành công xong. Và các bạn lưu ý là khi đổi tên như vậy, mình sẽ không được sử dụng những cái ký tự mà ở trong cái sách giáo khoa có gợi ý. Ví dụ như các bạn bấm cái hình vuông này nè, rồi các bạn bấm cái ký tự này. Thì khi các bạn bấm những cái ký tự như là dấu xiệt ngược của cái ngày tháng á, hoặc là cái dấu ngày tháng, hoặc là cái dấu hai chấm, hoặc là cái dấu sao, hoặc là cái dấu chấm hỏi, hoặc là dấu mở hoặc kép, hoặc là dấu bé, dấu lớn, hoặc là dấu gạch đứng này, thì các bạn sẽ không có nhập được. Bởi vì quy định nó là như vậy, nó không cho mình nhập những cái ký tự đặc biệt đó. Thì ngoài những cái ký tự đó, các bạn có thể nhập được bất kỳ chữ nào. Khi mà các bạn nhập vào mà các bạn thấy thông báo như vậy là nó báo cho mình biết là bạn đang nhập một cái ký tự đặc biệt và không được nhập cái ký tự đó, thì khi các bạn có bấm thì nó cũng sẽ không có ra đó. Ngoài ra thì bây giờ tiếp theo là số lượng ký tự ở trong cái tập tin này. Thì mình đặt một cái tên nào đó, tên tập tin, nhưng mà nó số lượng
Ký tự là không được vượt quá 225 ký tự. Vậy thì ký tự là như thế nào? Như các bạn thấy trong cái chữ hình vuông này, nó sẽ có tổng cộng mỗi một cái chữ cái này gọi là một ký tự. Thì trong cái chữ hình vuông này nó sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chữ cái thì đó là 9 ký tự. Và mình chỉ được đặt tên của tập tin tối đa là 225 ký tự thôi. Có nghĩa là 225 chữ cái thôi. Còn khi mà các bạn nhập nhiều hơn 225 chữ cái là nó sẽ không cho các bạn đổi tên. Đó vì trên máy tính nó quy định như vậy. Ngoài ra khi mà các bạn đổi một cái tập tin mà nó giống với một cái tập tin có sẵn. Bây giờ ví dụ như mình sẽ sao chép cái tập tin này ra đi. Đó, mình sẽ bấm copy. Rồi mình sao chép ra một cái tập. Ví dụ hồi nãy cái này là hình vuông. Bây giờ mình bấm vô cái hình vuông số 2, có thêm số 2 nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đổi cái tên hình vuông này. Nếu như mà mình đổi cái tên hình vuông này cũng thành hình vuông 2 luôn, rồi mình bấm Enter thì các bạn sẽ thấy coi có điều gì xảy ra. Bây giờ mình sẽ bấm chuột phải, chuột trái vào đây. Hoặc mình đưa chuột vào đây thôi cũng được, mình bấm chuột phải và mình chọn Rename. Và mình nhập vào hình vuông. Đó, hình vuông. Và mình bấm thêm số 2 y hệt như bên đây luôn, rồi mình đã Enter. Thì nó sẽ báo là đã có một cái tập tin giống với một cái tập tin mà bạn vừa đổi tên, có nghĩa là hai cái tập tin này giống nhau về về cái dạng tập tin mà giống nhau về cái tên. Thì khi đó nó hỏi mình có muốn đổi tên với cái dạng là hình vuông 2 rồi cách khoảng cái mở ngoặc 2 đóng ngoặc hay không. Thì mình, nếu mà mình đồng ý thì mình bấm Yes, còn nếu mà mình không đồng ý thì mình bấm No, thì nó sẽ trở ngược lại y nguyên. Còn nếu mà mình đồng ý thì nó sẽ ra như thế này. Đó, vì mẹ Enter thì mình bấm Z cái thì các bạn sẽ thấy nó sẽ ra hình vuông 2 nhưng mà mở ngoặc số 2 rồi đóng ngoặc. Đó, chứ nó không có cho là hai cái tập tin mà giống hệt nhau về cái dạng tập tin và cái tên, nó sẽ không có cho cái việc đó. Thì các bạn cũng cần phải lưu ý ở chỗ này. Đó là cái phần đổi tên của tập tin. Bây giờ tiếp theo là cái phần sao chép tập tin. Đó thì trước đó hồi nãy mình mới vừa làm xong cái thực hiện cái việc sao chép. Ví dụ như bây giờ mình ở cái hình mình sẽ sao chép cái hình vuông 2 này đi. Bây giờ mình sẽ đổi tên cái hình vuông này, mình giả sửa cái hình vuông này lại là hình vuông 3 đi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành sao chép ra một cái hình vuông 3 này. Đó. Nhưng mà nếu như mà mình sao chép trong cùng một cái thư mục thì nó sẽ giống y như cái trường hợp này. Ví dụ như bây giờ mình để sao chép cái tập tin thì các bạn đưa con chuột vào cái tập tin mà các bạn cần sao chép, rồi các bạn bấm chuột phải, các bạn chọn chữ copy. Đó, copy là sao chép. Rồi ví dụ như các bạn muốn sao chép tại đây luôn thì các bạn bấm chuột phải và các bạn chọn chữ paste thì nó sẽ ra. Thì khi đó nó sẽ ra một cái tập tin giống như cái tập tin mà cũ, nhưng mà nó sẽ có một cái tên là nó sẽ thêm cái tên là có dấu gạch cái và có chữ copy. Đó, nó tự động nó thêm cho mình luôn. Còn khi mà các bạn copy cái hình vuông này, đó, các bạn bấm chuột phải, các bạn chọn copy, mà các bạn copy, các bạn sao chép xong mà các bạn không muốn dán ở đây, không muốn nhân bản nó ra đây, mà các bạn muốn muốn sao chép vào cái thư mục vẽ này, thì các bạn mở cái thư mục vẽ này lên. Rồi các bạn bấm chuột phải, các bạn chọn chữ Back. Thì khi đó các bạn sẽ thấy nó sẽ ra một cái file hình vuông 3.png y hệt như vậy mà nó không bị đổi tên. Lý do nó không bị đổi tên là hai cái thư mục này nó khác nhau. Khi nào mà hai cái thư mục, hai cái hình mà mình copy nó cùng một chỗ thì nó mới xảy ra cái trường hợp mà nó đổi tên như thế này. Thì các bạn cũng cần phải lưu ý cái việc là sao chép như thế này. Ví dụ như bây giờ mình sẽ ngoài ra nó còn có một, các bạn có thể dùng phím tắt để sao chép. Bây giờ mình sẽ đổi tên cái hình vuông 3 copy này thành hình vuông 4 đi. Đó. Thì bây giờ mình thay vì mình bấm chuột phải, mình chọn copy thì bây giờ mình sẽ bấm nhẹ chuột trái một cái thôi vào đây và mình bấm phím Ctrl và chữ C, chữ G thì các bạn bấm phím hai cái phím đó cùng một lúc. Đó, các bạn bấm Ctrl C. Xong, ví dụ như các bạn muốn sao chép qua cái thư mục vẽ thì các bạn mở thư mục vẽ lên và các bạn bấm phím Ctrl V, V là chữ V với chữ Ctrl thì nó sẽ sao chép vô cho các bạn đây.
đó là cách dùng phím tắt. Rồi tiếp theo đó là cái phần sao chép. Bây giờ sẽ tới cái phần mà xóa tập tin. Ví dụ như bây giờ mình muốn xóa cái tập tin hình vuông 3 này, thì cách thứ nhất theo sách giáo khoa thì các bạn sẽ bấm chuột phải, đưa cái con chuột ngay cái tập tin mà các bạn cần xóa đó. Các bạn phải đưa đúng ngay cái vị trí mà các bạn cần xóa, các bạn bấm chuột phải và các bạn chọn cái chữ là delete, nghĩa dịch ra tiếng Việt nó là xóa. Các bạn bấm vào đây là nó sẽ xóa luôn. Có một số máy tính sử dụng hệ điều hành khác, khi mà các bạn xóa vậy nó sẽ hỏi bạn có đồng ý xóa hay không, thì các bạn có thể bấm yes. Nhưng mà hiện tại do mình sử dụng cái hệ điều hành này mới nên là nó không có hỏi mà nó xóa luôn. Đó là cái cách thứ nhất mà các bạn xóa cái hình, xóa cái tập tin. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng phím tắt. Cách thứ hai đó là các bạn bấm nhẹ chuột trái vào cái tập tin mà các bạn cần xóa. Các bạn bấm nhẹ chuột trái thôi và các bạn bấm phím delete ở trên bàn phím, thì các bạn nhìn kỹ ở trên bàn phím nó sẽ có một cái phím có chữ là delete. Cái chữ delete là cái chữ này để mình mở cái file Word này lên. Mình đánh cái chữ đó cho các bạn nhìn thấy. Cái chữ delete, các bạn nhìn trên bàn phím các bạn thấy có cái chữ này. Đó, thì các bạn chọn cái tập tin mà các bạn cần xóa, xong rồi các bạn bấm chữ delete là nó sẽ xóa luôn. Sở dĩ mà mình nói các bạn bấm nhẹ một cái thôi mà không phải bấm hai cái, lý do là như thế này. Ví dụ như cái hình vuông này đi, bây giờ các bạn bấm nhẹ một cái thì nó không có vấn đề gì, mà lỡ các bạn bấm nhẹ hai cái, nếu như các bạn bấm nhẹ hai cái, nếu các bạn bấm nhanh thì nó sẽ mở luôn cái hình này lên. Bây giờ nó đang mở lên đây. Đó. Còn ví dụ như các bạn bấm hai cái mà các bạn bấm chậm. Đây, mình sẽ bấm lại. Đó, như các bạn thấy, bấm nhẹ hai cái nhanh thì nó mở luôn cái file đó, mở luôn cái tập tin đó ra cho mình xem. Mà bấm nhẹ hai cái mà bấm chậm thì nó có chức năng là tương tự như là cái chức năng đổi tên của tập tin. Thì đó cũng là một cái cách mà các bạn để đổi tên tập tin. Nhưng mà cái cách đơn giản cho các bạn dễ làm nhất khi mà các bạn chưa quen thì các bạn cứ bấm chuột phải và chọn rename là đổi tên thôi. Thì đó là mình chỉ giới thiệu thêm cho các bạn biết cái chỗ đó. Thì cái bài số 4 này nó chỉ có những cái phần đó là phần chính thôi. Thì khi các bạn đã đổi tên, đã sao chép và đã xóa được cái tập tin này thì những cái tập tin khác thì các bạn đều làm được, vì nó cũng giống y hệt như nhau thôi, nó không có khác gì hết. Nếu như các bạn có cái chỗ nào không hiểu thì các bạn cứ để lại trong phần bình luận ở bên dưới video, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.